Cái này mà vơ mạnh một xíu là mụn bay. Trời trời, trùm tay luôn. Câu nữa nha, thôi nhớ có thể là cố đây em đi này, chỗ khác em khác luôn á, cố đây nha. Ý là ly thêm cái cuối này nè, chọn hết luôn cho rồi không đòi. Tháng sau là chồng bậy một giờ một cái máy ăn cơm.
phá nước rồi người nó luôn à. Chỗ này nguyên ổ kinh trời. Muốn lấy làm gì? Đó nhìn nó mặc đồ đen. Ok. Trâu cái cục mụn đang chỗ này nguyên ổ kinh trời. Muốn lấy làm gì? Một cái máy bán cơm.